đừng xét đoán. Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đừng quăng của thánh cho chó. Matthew chương 7 câu 6. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Cứ xin thì sẽ được. Matthew chương 7 từ câu 7 đến câu 11. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào cho anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Khuôn vàng thước ngọc. Matthew chương 7 câu 12. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hai con đường. Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Con cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.